nào ra đây ta? Hello. Hai tiền. Kính thưa quý vị, sự việc võ sư người Chile đang cư ngụ ở Canada, ông Pierre-François Flores đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 14 tháng 7 đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước thông tin ông Flores tìm gặp võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt để giao đấu, Báo Thanh Niên đã tìm hiểu tính pháp lý từ những cuộc tỷ thí của vị võ sư này với các võ sư Việt Nam. Hiện Tổng cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vào cuộc tìm hiểu về hai cuộc tỷ thí giữa võ sư Pierre-François Flores với võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Trần Lê Hoài Linh diễn ra tại Hà Nội trong những ngày gần đây. Theo ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và ông Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hội Võ thuật Hà Nội, thì việc tổ chức tỷ thí các môn thi đấu mang tính đối kháng bắt buộc phải xin phép cơ quan chức năng nhằm đảm bảo các yếu tố về sức khỏe và an ninh trật tự. Cũng theo hai vị lãnh đạo của ngành thể thao, những cuộc tỷ thí của võ sư Flores tại Việt Nam vừa qua đã vượt quá khuôn khổ cho phép. Trước đó, hôm 12 tháng 7, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh là ông Pierre-François Flores đã có cuộc tỷ thí với võ sư karate Đoàn Bảo Châu và thắng chóng vánh. Sau đó một ngày, ông Flores tiếp tục đánh bại ông Trần Lê Hoài Linh, võ sư Vịnh Xuân Quyền. Hiện trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều video clip với nội dung thách đấu với ông Flores. Đồng thời, dân mạng cũng đang chia sẻ một video clip được cho là xuất hiện cách đây 8 năm với nội dung ông Flores bị đánh bại bởi một võ sư có tên là Tuấn Hạc tại Hà Nội. Vào tối ngày 14 tháng 7, võ sư Flores đã từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Flores vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách tỷ thí với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo. Hiện ông Flores đang được giới truyền thông theo sát. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.